Và tiếp nối chương trình là một nhạc phẩm Con Mắt Còn Lại của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Còn hai con mắt khóc người, một con. Còn hai con mắt, một con khóc người. Con mắt còn lại, còn hai con mắt khóc người. Trong hai tay một hôm biến mất, con mắt còn lại là con mắt ai? Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc cười. Một con khóc người, con mắt còn lại nhìn một thành hai, nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ. Con mắt còn lại ngỡ vực tình tôi, cuồng đến yêu thương, cuồng đến nỗi nhớ. Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay, con mắt còn lại nhìn tôi buồn ngồi. Hai con mắt khóc, con mắt con khóc người. Nhìn đời là không, nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng. Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm, nhìn em xa đi, lòng em xa vắng. Con mắt còn lại là đêm tối tăm, con mắt còn lại là đêm đông nắng. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Một con, còn hai con mắt một con khóc người. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Được thể hiện bởi tiếng hát của anh Trương Hân, bạn Hoàng Ngọc, ca sĩ Trường Thư, chị Chi và Minh Ngọc. Xin cảm tạ quý vị. Thưa quý vị và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, Thương Nhau Ngày Mưa, với phần thể hiện của đôi song ca Minh Đức và Thị Huyên.